Dạ, thưa trưởng phòng, dự án em đã hoàn thành xong rồi đây ạ. Giày tôi bẩn rồi. Lau hộ cái. Xin chào mọi người ạ. Tôi tên là Ngọc, là nhân viên mới của công ty. Rất mong được mọi người chỉ bảo ạ. Này, anh mới tuyển đây à? À, không. Chắc là từ tổng công ty phỏng vấn rồi gửi xuống. À, vâng, đúng rồi ạ. Đây là giấy giới thiệu của tôi ạ. Người nhà trong công ty cô là ai? Chức vụ gì ấy? Người nhà ấy ạ? Ừ. Không có ạ. Được rồi. Đây là phó phòng Trinh. Trinh, cô giao việc cho nhân viên mới nhá. Tôi bận rồi. Vâng. Ôi này này, đi đâu đấy? Đầu tiên ý, dọn rác trên bàn tôi. Sau đấy, pha cho tôi cốc trà. Dọn rác với pha trà cho cô là sao ạ? Ô, cô không biết gì ạ? Luật ở đây là người mới phải biết điều. Nghe sếp thì sống, mà chống sếp ý, thì biến. À quên, đây là nhân viên mới đây này. Và dĩ nhiên những cái việc như là rót nước, pha trà, dọn rác rồi mua cơm đều là của cậu đấy. Còn cô, có định nhập ra tùy tục không? Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. May cho cậu nhé. Chào cô đây ạ. Cô làm gì mà bây giờ mới mang đến? Cô có biết là tôi khát khô cả họng được không? Tại tôi không biết chỗ, với lại chân tôi cũng không đi nhanh được ạ. Tôi quên mất là cô bị què. Mà không hiểu sao một người què như cô lại có thể vào công ty làm việc được nhở. Lạ thật đấy. Thôi được rồi. Cô có nhìn thấy đống đồ ở trên bàn kia không? Việc của cô hôm nay ấy là di chuyển những cái đống đồ đấy xuống tầng dưới. Sau đấy tôi sẽ dẫn cô đến bàn làm việc của cô. Tôi khiêng hết cái đống đồ kia. Thế còn cô thì ai? Tôi chắc. Chị, đừng trêu Ngọc nữa. Chân Ngọc thế này làm sao mà bê đồ nặng được. Gọi bảo vệ tạp vụ làm đi. Để anh dễ tới bàn làm việc nhá. Vâng ạ. Cô làm tốt lắm. Nhưng mà vẫn thiếu tài liệu của năm 2020 nữa. Tài liệu ở trong tủ kia, cô lấy nghiên cứu rồi bổ sung thêm nhá. Dạ vâng ạ. Anh Cường, em nộp báo cáo ạ. Được rồi, đưa tôi xem. Đã giờ nghỉ trưa rồi. Đến giờ nghỉ trưa rồi đấy. Cô xuống dưới nhận đồ ăn cho tôi và cho mọi người trong văn phòng đi. Dạ vâng ạ. Nhanh lên nhá. Thang máy đang bảo trì, đề nghị mọi người đi thang bộ. Đi thang bộ 14 tầng á? Sao? Đi đi còn gì nữa? Cô định không làm việc ở công ty này nữa à? Cảm ơn ạ. Em để quên ví ở nhà mất rồi. Hay là thôi, để tôi trả cho. Em gửi ạ. Tôi cảm ơn cô nhá. Ngày mai tôi sẽ gửi lại tiền. Có gì đâu, coi như hôm nay tôi mời anh thôi mà. Cô cẩn thận với trưởng phòng và phó phòng nhá. Nếu được thì cứ tránh xa họ ra.
bảo trì cơ mà nhỉ? Sao lại... Sao? Cô đang tìm cái này đúng không? Cô không những què chân mà còn què cả não nữa nhỉ? Đưa đây. Tôi sẽ nói với mọi người trong công ty, đây là đồ ăn nhân viên què mời để lấy lòng mọi người. Cảm ơn nhá. Cô Trinh, cậu làm cái gì đấy? Thái độ đấy của cậu là như nào? Tại sao dự án tôi vất vả làm mấy tháng qua để ký hợp đồng với đối tác lớn, bây giờ lại đứng lên cô là sao? Cậu ấy là nhân viên cấp dưới của tôi. Những gì mà cậu đạt được đương nhiên là phải đứng tên tôi rồi. Chứ cậu nghĩ vì sao một đứa nghèo hèn như cậu, cả cái con bé què cụt kia có thể vào công ty làm việc được hả? Hai đứa mày ấy nên biết điều chút đi. Cậu... Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám nhắc lại chuyện này, tôi sẽ bảo trưởng phòng đuổi việc cậu, biết chưa? Trưởng phòng Cường, tại sao dự án bạn Hoàng vất vả làm ra mà anh lại để cho phó phòng đứng tên là thế nào? Chuyện của cậu ta em quan tâm làm gì nhở? Em hãy quan tâm vào chuyện của chúng ta bây giờ đây này. Anh này, em vào đúng lúc lắm. Anh định làm gì đấy? Còn làm gì nữa? Em hãy chiều anh như phó phòng sinh chiều anh ấy, thì anh sẽ không làm khó em nữa. Cái loại què như mày mà dám bày đặt sang chảnh với tao á, cái loại như mày ấy, làm gì có ai thèm đụng vào. Được người như tao để mắt đến ấy là may mắn của mày đấy, nhớ chưa? Tưởng ai? Hóa ra là mày à? Mày có biết mày vừa làm gì không? Cô ấy bị tàn tật như thế đã đáng thương lắm rồi. Anh đối xử với cô ấy như thế mày không thấy quá đáng à? Dạo này mày thích cãi nhỉ? Mày nghĩ mày cậy vào một chút năng lực mà tao không dám đuổi việc mày à? Tôi nhịn các anh cũng lâu rồi đấy, nhưng mà càng nhịn ấy thì các anh càng quá đáng đấy. Mày không nhịn được nữa ấy thì mày định làm gì? Tao nói cho bọn mày biết này, vị trí của bọn mày ấy, rất nhiều người ứng tuyển vào đấy, biết chưa? Các người coi thường của mình để khác như thế. Mà nghĩ là mình sẽ đứng vững ở đây à? Thế cô nghĩ cô sẽ đứng vững ở đây với cái chân què này sao? Các người chọc nhầm người rồi đấy. Tôi sẽ không để cho các người tự tung tự tác như thế này nữa đâu. Mày biết bố tao là ai không? Bố của anh Cường chính là giám đốc của chi nhánh này đấy. Hai người chọc giận sai người rồi đấy nhá. Hai người nghĩ là ở cái xã hội này chỉ cần có công bằng, chỉ cần có năng lực thì sẽ có cơ hội để thăng tiến à? Anh, em thấy hai đứa này chả biết điều gì, anh đuổi việc nó đi. Hôm nay mất vui rồi. Em báo phòng nhân sự đuổi việc hai người này vì tội làm ăn thiếu trách nhiệm và tuyển người mới luôn đi. Vâng ạ. Lượn. Lát nữa em phải nói tốt với anh trước mặt chủ tịch mới đấy nhá. Anh yên tâm, anh mà được trọng dụng ấy thì kiểu gì em chả được thơm lây. Này, không biết là chủ tịch mới là ai nhỉ? Không biết là người như thế nào? Là nam hay là nữ đây? Này, cô đừng có mà mong phản bội tôi. Cô mà phản bội tôi ấy, tôi không để yên cho cô đâu. Em chỉ nói đùa thôi mà. Anh thừa biết anh lúc nào cũng là số 1 trong lòng em còn gì nữa. Với cả em đã là người của anh rồi ấy, làm gì còn đầu óc mà mơ tưởng về ai nữa. Nhớ đấy nhá. Ơ, sao cậu lại đến đây? Chả phải cậu với con què kia bị đuổi việc rồi sao? Chủ tịch gọi tôi tới. Chủ tịch á? Chủ tịch gọi cậu tới á? Ngọc, chẳng phải cô bị què hay sao? Đúng. Sao cô lại tới đây? Tôi là chủ tịch mới của công ty. Chủ tịch? Cô nghĩ cô nói tôi sẽ tin à?
Alo bố ạ. Dạ vâng, con đây ạ. Bố ơi, hôm nay chủ tịch mới đến công ty. Bố ơi, chủ tịch mới tên thật là gì thế ạ? Cái gì? Chủ tịch mới tên thật là Ngọc ấy ạ? Dạ vâng vâng. Cô ta là chủ tịch thật đấy. Chị là chủ tịch mới đấy ạ. Chị ơi, bọn em không biết chị là chủ tịch mới. Có gì bọn em đối xử không phải với chị, mong chị bỏ qua cho bọn em ạ. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Chuyện cũ, mong chị xí xóa, bỏ qua. Nếu như tôi không giả làm nhân viên bị tàn tật vào đây làm, thì làm sao biết được việc xấu của hai người? Chủ tịch, thứ nhất, tuy không có năng lực, nhưng lại dựa hơi người nhà làm chức to để vào làm vị trí trưởng phòng, phó phòng. Thứ hai, đã không có năng lực nhưng lại cậy quyền ỷ thế, ức hiếp coi thường người khác, tranh đoạt thành quả của nhân viên và cưỡng hiếp nhân viên nữ. Thứ ba, biển thủ công quỹ của công ty. Sếp ơi, em biết em sai rồi ạ. Em, tất cả là do anh Cường anh xúi em. Tiền ăn chặn của công ty là do anh cầm hết, chứ em không được cầm cái gì ạ. Này, cô dám bắn tôi đấy à? Hả? Chủ tịch ơi, tất cả chuyện này ấy là do cô ta bày cho em ạ. Anh cắt chức, đuổi việc giám đốc Quân, trưởng phòng Cường và phó phòng Trinh. Tất cả tài liệu tham nhũng của các người đã được nộp lên cơ quan để chờ xử lý rồi. Còn cậu, hôm nay tôi gọi cậu quay lại công ty là bởi vì dự án DNT3 đã được nhận hợp đồng. Tôi gọi cậu về để cậu tiếp tục theo dự án. Xét thấy cậu có năng lực, đạo đức tốt, tôi sẽ cho cậu lên vị trí trưởng phòng thay cậu Cường. Dạ, em cảm ơn chủ tịch đã cân nhắc ạ. Tôi mong là cậu sẽ vẫn giữ được sự liêm khiết chính trực của mình và quản lý nhân viên tốt. Dạ, chắc chắn là em sẽ cố gắng hết mình ạ. Còn hai cô cậu, thu dọn đồ ra khỏi công ty của tôi. Ô, sếp ơi! Chủ tịch ơi! Chủ tịch! Tại anh hại tôi đấy! Cô cất mồm vào! Tất cả tại cô đấy!